Đây 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 đây. Anh Kiều Xanh, từ từ thôi, em ngã mất thì sao? Vào đây, anh em mình sẽ cùng chơi một trò chơi mới. Trò chơi mới à? Em cũng thích trò chơi mới. Trò gì đấy ạ? Đây là con gì? Con gì cơ? Không, không phải đây, anh chưa hỏi. Đây là tên trò chơi là đây là con gì? Đây là và con mình gì? Sẽ chơi như thế này nhá. Anh sẽ dùng hành động, âm thanh để miêu tả một con vật nào đấy. À, em biết rồi. Em là người đoán. Rồi, mình cùng chơi nhá. Vâng, bắt đầu thôi. Ai mà đoán được ấy thì có thể đổi vai và ra câu hỏi tiếp theo. Được ạ. Nào, đây là con gì nhá? Đoán trước. Quá đơn giản. Em đã đoán ra rồi. Đây con gì? Đây chính là con gà trống. Con gà trống. Giỏi quá nhỉ. Rồi, đến lượt em. Nào, anh đang nghe đây. Đố anh Kiều Xanh biết đây là con gì? Con mà hai tay hai chân mà lại còn nhe răng ra như thế này ấy à? Thế là chỉ có con khỉ thôi. Sai bét. Thế là con gì? Đây là con chim. Chả có con chim nào có hàm răng như em làm như này cả. Này, em làm như này này. Hả? Đây là chim gì? Nếu mà có con chim như này anh nhìn thấy là anh chạy đấy. Đấy là con chim rơi. Anh chả hiểu nó con chim không tính. Lại đi. Thôi được rồi. Em lại đi. Anh con khác nhá. Cái gì? À, con này là con gì anh không biết nhưng mà anh biết là nó đang gọi bạn. Ơi bạn đang ơi bay. Bạn ơi đúng không? Đúng không? Vẫn sai. Thế là con gì? Đây là con chim bé. Tức là một con chim mà có hai cái cánh bé tí này hả? Vâng, đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ cho anh Kiều Xanh đố đấy. Anh nhất phải để anh đố đi, anh đố sẽ rõ ràng hơn. Chứ em đố thế thì các bạn nhỏ đang xem không hiểu gì cả. Anh đố đây mới gọi là đố này. Nhìn thế này. Đấy là con gì đấy các bạn nhỏ nhỉ? Dễ thế còn gì nữa. Đấy là con gì em? Em biết rồi. Đấy là các bạn nhỏ bảo đấy là con ngựa. Chính xác. Các bạn nhỏ giỏi thật đấy. Em thích đoán tiếp. Anh Kiều Xanh đố một con khác được. Đi. Anh sẽ cho một con khó hơn một tí nhá. Lần này là anh sẽ đố em nhưng mà anh sẽ không tạo tiếng động, chỉ không làm động tác tiếng động. Chuẩn bị này. Ngồi như thế này. Đây chính là hành động của chú mèo. Đúng không anh Kiều Xanh? Màu đỏ. Không biết có đúng hay không nhưng mà đúng rồi nhá, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ cậu bé đang tức giận. Tức giận à? Có chuyện gì mà lại tức giận nhỉ? Anh em mình thì đang chơi vui vẻ, cậu đúng bé rồi lại đấy. Tức giận. Xem nào. Nóng quá, khát nước quá. Uống nước, khát nước. Đúng rồi, gì thế? Nước, khát nước, uống nước. Thì ra là em bống đang tức giận. Em bống đang tức giận à? Em bống tức giận là bởi vì em bỗng đang khát nước nhưng không được uống đấy. Mà hình như là do em bỗng gọi mãi mà không có ai trả lời anh Kiều Xanh ạ. Em bỗng gọi không có ai trả lời á, tại sao lại thế nhở? Anh có nghe thấy em bỗng gọi ai đâu. Em cứ thấy em bỗng nước,
nước mà không biết là gọi bố mẹ hay là gọi anh. Nếu mà chỉ nói là nước, nước, uống nước, uống nước. Tức là nói trống không. Mà nói trống không thì không ai trả lời. Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào để em bỗng hiểu ra là không được nói trống không? Ừ đúng rồi, bởi vì nói trống không như thế thì chả biết là nói với ai, chả biết là đang gọi ai, thì làm gì có ai trả lời đúng không nào? Đúng rồi đấy. Làm thế nào? Khó nhỉ? Khó thật đấy. Hồi bé anh nhớ xem nào. Ôi anh không nhớ được đâu. Anh không nhớ là anh đã làm như thế nào. Khó quá, khó quá. Mỗi lúc mà em muốn uống nước này, ví dụ em muốn nhờ anh Kiều Xanh lấy nước, thì em sẽ nói là: anh Kiều Xanh ơi, em khát nước quá. Đúng rồi, em mà nói thế nhá. Anh mà nghe thấy là anh sẽ đi lấy nước cho em này, mang đến cho em. Đây, em Kiều Hồng, em uống đi. Còn nếu như em chỉ nói là uống nước, uống nước, thì anh Kiều Xanh không biết là em đang gọi ai. Thì anh sẽ làm như thế này. Em biết anh đang làm gì không? Anh sẽ đứng nhìn em mà không mang nước cho em. Đúng rồi, anh sẽ chả làm gì cả vì anh đang không biết là em đang nói chuyện với ai. Thế thì phải có cách gì để cho em bỗng hiểu ra. Hộp thần kỳ. Chính xác, hãy hỏi hộp thần kỳ, kiểu gì cũng có cách nhá. Một chiếc biển im lặng. Biển im lặng đấy. Có động tác như thế này này. Thế là đúng như em nói, nếu như em bỗng nói trống không thì sẽ không có ai trả lời hết. Chà chà, tình hình hôm nay thật là căng thẳng. Bọn mình cùng xem tiếp đi. Uống nước, khát nước quá. Bỗng ra hỏi mẹ đi. Khát nước, uống nước. Mẹ ơi, cho con uống nước. Bỗng, con muốn uống nước à? Vậy con nhờ mẹ thì con phải nói như thế nào nhỉ? Mẹ ơi, con muốn uống nước ạ. Mẹ ơi, cho con uống nước ạ. Mẹ rất vui nếu bỗng nói đầy đủ cả câu có chủ ngữ mẹ ơi. Nếu mình nói có chủ ngữ thì mình là em bé lịch sự, lễ phép. Ai cũng yêu em bé lễ phép con ạ. Lúc nãy bỗng nói nước, nước, khát nước, mẹ chẳng biết là bỗng đang gọi mẹ đâu đấy. Bỗng nhớ nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ không vui nếu con nói trống không với mẹ đâu. Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ ạ. Đấy, anh đã bảo rồi, ra bảo mẹ lấy cho. Màu vàng xuất hiện, thế là em bỗng đã vui trở lại rồi. Anh thấy nhẹ cả người đấy, bởi vì em bỗng đã cười trở lại rồi, may quá. Mà em bỗng đã nhận ra là không được nói trống không đâu. Chính xác, chỉ cần không nói trống không, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và mọi người sẽ hiểu ý của chúng ta. Bây giờ, ví dụ như thế này nhá. Nếu như mà em Kiều Hồng muốn anh đưa em đi chơi thì em sẽ nói như thế nào nhỉ? Lúc đấy em sẽ nói là: anh Kiều Xanh ơi, anh đưa em đi chơi nhá. À, thế thì anh mới biết là em đang hỏi anh. Anh sẽ trả lời là: được, một lát nữa anh sẽ đưa em đi chơi. Ví dụ, thế bây giờ mà em Kiều Hồng muốn có một bức tranh thì em sẽ nói thế nào? Muốn có một bức tranh thì em sẽ nói: anh Kiều Xanh ơi, anh vẽ hộ em một bức tranh nhá. Thế là ngay lập tức anh sẽ vẽ. Thế là em sẽ có một bức tranh rất đẹp. Em Kiều Hồng đúng không? Vâng ạ. Thêm một lần nữa nhá. Tình huống này cũng rất hay xảy ra này. Thế nếu bây giờ em Kiều Hồng mà bị đói bụng thì em sẽ nói với anh thế nào? Em sẽ nói là: anh Kiều Xanh ơi, em đói quá. Anh sẽ đi ra lấy đồ ăn để đưa cho em ăn cho đỡ đói đúng không? Vâng. Còn nếu như mà em cứ hô là đói quá. Đói quá. Không ai trả lời đâu. Đúng rồi.
Các bạn nhỏ ơi, các bạn phải nhớ những điều mà chúng ta học hôm nay nhá. Bây giờ anh em cứu xanh cứu hồng để nhắc lại một lần nữa cho các bạn nghe. Các bạn nhỏ ơi, đừng nói trống không nhá. Các bố mẹ hãy truy cập kênh YouTube VTV7 Kids để cùng bé đón xem trọn bộ chương trình Chuyện kể của những chú cừu nhé. Chuyện kể của những chú cừu, dạy bé ứng xử thông minh.